Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình FPTN, chủ đề cho chương trình truyền hình của chúng tôi hôm nay là hãy cùng nhau cầu nguyện cho quê hương. Cầu nguyện là vũ khí vô địch của Cơ Đốc nhân. Đất nước Việt Nam đang ở trong tình trạng hết sức nguy ngập vì sự đe dọa xâm lấn lãnh thổ bằng nhiều cách của Trung Cộng đã quá rõ ràng. Chính quyền Việt Nam đã lúng túng để giải quyết, đối phó và bịt tay trước sự phẫn nộ của dân chúng là Cơ Đốc nhân. Chúng ta phải có thái độ trước sự tồn vong của đất nước. Thái độ đó là đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa, đấng toàn quyền, toàn năng, toàn tri, là đấng sẽ nghe lời cầu khẩn thiết. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu, được chép trong Thi Thiên 51 câu 17b. Hôm nay chúng tôi có mời ba vị tín hữu của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam đến đây để góp phần trong chương trình Hãy cùng nhau cầu nguyện. Người thứ nhất là chị Nương Brau. Xin mời chị. Xin chị cho biết ý kiến của mình. Kính chào anh Thành. Kính chào quý khán thính giả. Năm 1756, Pháp đe dọa tấn công nước Anh. Vua nước Anh kêu gọi toàn dân một ngày hạ mình, kiêng ăn, cầu nguyện với Chúa cho vận mệnh của dân tộc. Sau ngày đó, mục sư John Wesley đã viết lại trong nhật ký của mình rằng sự hạ mình đã biến thành niềm vui mừng của đất nước vì sự đe dọa xâm lăng của quân Pháp đã bị ngăn chặn. Năm 1967, trong cuộc chiến kéo dài 6 ngày giữa người Do Thái và người Ả Rập, một vị giáo trưởng của Do Thái đã kêu gọi toàn dân kiêng ăn cầu nguyện một ngày. Ngay sau đó, Israel đã giành chiến thắng và chiếm quyền kiểm soát trên cả thủ đô Jerusalem, ứng nghiệm lời tiên tri cho dân tộc này. Tháng 6 năm 1994, hơn 1 triệu Cơ Đốc nhân ở khắp Hàn Quốc đã nhóm họp lại trong 70 thành phố để cầu nguyện cho tin lành được rao giảng trên khắp đất nước của họ để hoàn thành đại mạng lệnh truyền giáo. Chúa đã nghe và nhậm lời cầu nguyện của họ. Kiêng ăn và cầu nguyện được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Hội thánh đầu tiên kiêng ăn, cầu nguyện, tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa trong Công vụ 13, câu 2, 3. Y nhiên giới hạn thức ăn. Trong 3 tuần, ông không ăn bánh ngon và thịt. Ông chỉ uống nước và ăn rau quả tìm kiếm Chúa cho dân tộc mình. Hãy hạ mình, hãy tìm kiếm mặt Ngài, thì Ngài sẽ nhấc chúng ta lên. Tôi muốn kêu gọi tất cả Cơ Đốc nhân Việt Nam tại hải ngoại và trong nước. Hãy đồng lòng, hiệp ý mỗi đêm, lúc 10 giờ đêm, dành 5 phút cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam được biết và thờ phượng Chúa, hầu Ngài đổ phước xuống đất nước này. Amen. Cảm ơn chị Nương. Kính thưa quý thính giả, người thứ hai mà tôi muốn giới thiệu cùng quý vị hôm nay đó là chị Minh Trước. Xin mời chị. Xin chị cho biết ý kiến của mình. Kính chào anh Thành. Kính chào quý khán thính giả. Theo BreakingChristianNews.com, 6 năm liên tiếp, nước Úc kêu gọi các Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới tham gia cùng họ cầu nguyện và kiêng ăn trong 4 ngày cho Hoa Kỳ, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2018. Ông James Condon, thành viên của tổ chức Ngày lễ kiêng ăn cầu nguyện cho quốc gia, nói: Chúa đã làm những điều quá tuyệt vời đối với Hoa Kỳ từ khi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và kiêng ăn. Nhưng Đức Chúa Trời có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Chúng tôi ở Úc tin rằng đến lượt mình để đứng vào chỗ sức mẻ cho nước Mỹ và cầu nguyện cho sự phấn hưng và biến đổi cho Hoa Kỳ thông qua cầu nguyện kiêng ăn theo sách Sử Ký 2 đoạn 7 câu 14. Trong khi Hoa Kỳ có một chính quyền mới, nhu cầu cho cơn phấn hưng toàn quốc chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này. Ông Condon nói tiếp,
Chúng tôi ở Úc rất biết ơn sự bảo vệ mà Hoa Kỳ đã dành cho nước Úc và các quốc gia một thế giới tự do trong Thế chiến thứ hai. Trận chiến ở biển San Hô bởi Hoa Kỳ vào năm 1942 là bước ngoặt trong Thế chiến thứ hai cho nước Úc. Hoa Kỳ tiếp tục là một phước lành cho thế giới. Cho đến ngày nay, Hoa Kỳ là nước đóng góp lớn nhất cho viện trợ nước ngoài so với các nước trên thế giới. Cảm ơn Chúa vì nước Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Reagan đã kêu gọi ngày kiêng ăn cầu nguyện cho quốc gia năm 1982 và nói: "Cầu nguyện cho quốc gia có nguồn gốc từ di sản của Hoa Kỳ." Ngày cầu nguyện quốc gia đầu tiên được công bố năm 1775, khi hàng ngàn người đã tập trung cầu nguyện ở những nơi thờ phượng và cắm trại trên khắp vùng đất mới, những người thuộc địa bị phân tán đã tìm ra một tinh thần mới của sự hiệp một và mang đến sự thể hiện đáng kinh ngạc của đức tin cộng đồng. Sue Tingworth nói về lịch sử của những lời cầu nguyện ở Hoa Kỳ như sau. Tổng thống Abraham Lincoln ngày 30 tháng 4 năm 1863 kêu gọi một ngày hạ mình cầu nguyện và kiêng ăn trong giai đoạn quốc gia bị khủng hoảng. Theo đó, chúng ta đã gia tăng dân số, sự giàu có và quyền lực nhanh hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Nhưng chúng ta đã quên Đức Chúa Trời. Hiện nay Hoa Kỳ lại đang trong tình trạng nguy hiểm bởi vì họ đang quên Đức Chúa Trời. Đáng buồn là chúng ta đang có nguy cơ phải trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Do đó, hôm nay cùng với bạn, tôi kêu gọi tất cả các cơ đốc nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ không những cầu nguyện cho Việt Nam, cũng nhớ cầu nguyện cho Hoa Kỳ, cho nhà lãnh đạo và cơ quan truyền thông biết kính sợ Đức Chúa Trời để Ngài tiếp tục đổ phước cho đất nước này là nơi chúng ta đang sống. Amen. Chúng tôi xin cảm ơn chị Minh Trước. Và kính thưa quý khán thính giả, người thứ ba mà tôi muốn giới thiệu đến cùng quý vị đó là chị Vân. Xin mời chị. Xin chị cho biết ý kiến của mình. Kính chào anh Thành. Kính chào quý khán thính giả. Dân Assyria tự hào vì chúng rất dũng cảm, có chiến lược quân sự và quân đội thiện chiến. Chúng làm bá chủ khu vực suốt hơn 200 năm qua sau khi đánh bại đế quốc Babylon. Chúng đang tấn công Juda, chúng chiếm được một số thành kiên cố của Juda và tiếp tục tiến vào chiếm thủ đô Jerusalem. Chúng bắt đầu bằng tâm lý chiến, bằng cách gây hoang mang, làm mất lòng tin và nghi ngờ Chúa. Chúng sai sứ giả đến đứng trên vách thành và nói lớn bằng tiếng Juda cho toàn dân trong thành nghe thấy. Hỡi dân Juda, hãy nghe lời của đại đế Assyria, đừng nghe lời vua Ezechia, đừng để Ezechia lừa gạt các ngươi tin vào Chúa, đừng để hắn dụ dỗ các ngươi rằng Chúa sẽ giải cứu các ngươi, nhưng chính Chúa đã sai ta đến để hủy diệt các ngươi. Vậy hãy đầu hàng đi, thì ta sẽ đem các ngươi vào xứ đượm dầu ô liu và mật ong. Bằng không, các ngươi sẽ phải ăn phân và uống nước tiểu mình. Đừng tin rằng Đức Chúa Trời, Jehovah có thể giải cứu được các ngươi khỏi tay ta. Hãy nhìn xem các thần của các nước xung quanh có thể giải cứu họ khỏi tay ta được đâu. Cứ thế, chúng cứ lặp đi lặp lại sứ điệp. Đừng tin Chúa, nhưng hãy nghe lời đại đế Assyria. Trước sự xúc phạm sỉ nhục đó, vua Ezechia im lặng, không đáp trả lại một lời với chúng. Ông xé áo mình, vào đền thờ của Chúa, rồi trải lá thư của chúng ra trước mặt Chúa và cầu nguyện. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất, chính Ngài đã dựng nên trời và đất. Xin hãy nghiêng tai và nghe, hãy mở mắt và xem những lời của Sancherib, vua Assyria đang phỉ báng Ngài. Đúng, Assyria thật đã tàn phá các nước, ném các thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần, chúng chỉ là những sản phẩm bằng gỗ, đá do tay người làm ra, nên chúng đã bị hủy diệt. Vậy, xin hãy giải cứu chúng con để các vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Jehovah nhậm lời cầu nguyện của vua Ezechia. Ngay đêm ấy, một thiên sứ của Đức Jehovah đánh giết 185.000 quân Assyria là những kẻ đang bao vây thành Jerusalem. Sancherib, đại đế của Assyria đã sợ hãi tháo chạy về nước, nhưng kẻ ngu dại, dám nhạo báng Chúa ấy đã bị chính con trai mình đâm chết trong khi hắn đang cúi lạy thần của hắn trong đền thờ. Bởi lời cầu nguyện đầy đức tin, Ezechia đã chứng minh được cho dân tộc của ông cùng các quốc gia thờ lại hình tượng biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có một ai khác. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa của các chúa, đấng nắm quyền tối cao và trị vì, đấng vĩ đại, toàn năng, đấng ngự trên ngôi cao sang, tôn quý, vinh hiển, quyền phép đến đời đời
vô cùng. Ngài sẽ giải quyết tất cả nan đề của chúng ta và của đất nước chúng ta. Đây là cơ hội để toàn dân Việt Nam phải biết ăn năn, quay về thờ phượng Ngài, bỏ tất cả hình tượng, thì Ngài sẽ ban phước lành cho dân tộc chúng ta. Tôi đồng lòng kêu gọi mọi cơ đốc nhân dành mỗi tối cầu nguyện cho dân mình, để dân mình biết Ngài và thờ phượng Ngài. Amen. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, cho nên chúng tôi xin tạm chấm dứt tại đây. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúng tôi xin kính chào và kính chúc quý vị cùng gia đình những ngày cuối tuần thật là vui thỏa, bình an trong sự ban cho của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Xin trân trọng kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con xa từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 26 tháng 4 2020 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình.